Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Hà Nội tiết lộ tình trạng bao che tham nhũng tại thủ đô. Báo cáo về kết quả công tác phòng chống tham nhũng của năm 2020. Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa phát hiện và xử lý việc nào có liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc. Để phục vụ cho kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2020. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Báo cáo nêu rõ công tác tự kiểm tra nội bộ của đơn vị chưa hề phát hiện và xử lý vụ việc nào có liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2020. Trong đó có 3 vụ việc qua thanh tra thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, một cuộc thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ và 2 ở đây. 2 vụ qua giải quyết khiếu nại tố cáo thẩm quyền thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ và Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa. Trả lời phỏng vấn của đài RFA từ Mỹ, nhà hoạt động xã hội dân sự Trần Bang nói từ Sài Gòn cho rằng nội dung ông Chủ tịch Hà Nội đưa ra không hề mâu thuẫn mà đang phản ánh sự thật. Ông nói như sau: sự thật là không ai tự đi nói xấu mình hết. Có ai kiểm tra lại báo cáo tham nhũng phạm pháp không? Đấy là tâm lý nói chung, bất cứ ai cũng vậy. Trong pháp luật cũng không có quy định anh phạm tội mà lại tố cáo chính anh. Vậy thì phải có sự cạnh tranh bên ngoài soi vào, ví dụ như thanh tra kiểm tra từ cấp trên hoặc đơn vị khác lãnh đạo kiểm tra, hoặc kiểm toán, hoặc người dân tố cáo, tức là ở ngoài đơn vị hoặc ở trong đơn vị của những người mâu thuẫn lợi ích. Không cùng ekip thì người ta mới tố cáo, mới lòi ra những sai phạm, rồi mới đưa ra truy tố hoặc kiểm điểm. Không chỉ chính quyền Hà Nội bao che tham nhũng, là trong mọi ngành cấp cấp đều có tình trạng này hết sức dữ dội, từ trên xuống dưới, từ huyện xuống xã và đến tỉnh và trung ương. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo Bộ Y tế với công cuộc chống tham nhũng vặt được đăng vào ngày 7 tháng 8 năm 2019 trên tạp chí Thanh tra của Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2019, trên tạp chí Thanh tra Việt Nam có bài viết Bộ Y tế với công cuộc chống tham nhũng vặt đã cho biết là trong 10 năm triển khai luật phòng chống tham nhũng thì Bộ Y tế đã không phát hiện vụ tham nhũng nào. Nhà quan sát Đỗ Ngà nhận xét về thành quả này như sau: chuyện nghe thật nực cười, ở đây chúng ta nên phân biệt không phát hiện tham nhũng hoàn toàn khác với không có tham nhũng. Đã không phát hiện tham nhũng thì chỉ có thể hoặc là hoàn toàn trong sạch hoặc bao che tham nhũng quá hoàn hảo. Nói cộng sản mà trong sạch thì chẳng khác nào nói cá mọc cánh bay như chim vậy. Việc không phát hiện ra tham nhũng trong vòng 10 năm triển khai luật phòng chống tham nhũng ấy chỉ có thể là mức độ che giấu tham nhũng của chính quyền cộng sản, nó có hoàn hảo mà thôi. Ông cũng nhận định tham nhũng trong chính quyền cộng sản là loại tham nhũng có hệ thống. Việc tham nhũng không phải một cá nhân thực hiện mà nó có cả một chuỗi liên quan. Những chuỗi như thế này đã được dệt thành tấm lưới phức tạp phủ kín Đảng Cộng sản. Trong đó, mỗi cá nhân tham nhũng nó không chỉ là mắt xích mà là cả một chuỗi, mà là mắt xích của nhiều chuỗi khác nhau. Chính vì vậy, khi phá một mắt xích thì rất có thể nó sẽ kéo theo cả chuỗi dính chàm theo nó. Đó cũng chính là lý do tại sao khi muốn xử tham nhũng thì Đảng Cộng sản phải tìm cách cắt đứt mắt xích đó ra khỏi chuỗi để bảo vệ những mắt xích khác, tức là mắt xích của phe ta. Có hai cách cắt đứt mắt xích ra khỏi chuỗi. Cách thứ nhất là dùng mác bí mật nhà nước dán vào hồ sơ thì xem như chẳng ai đụng vào mắt xích phe ta được. Và cách thứ nhì là tuyên án tử bằng căn bệnh ung thư. Đây là hai giải pháp mà hiện nay Đảng Cộng sản rất ưa dùng. Dẫn chứng cho lập luận của mình, blogger Đỗ Ngà đã nêu ra trường hợp cái chết bí ẩn của ông Phạm Quý Thọ, từng là Thượng tướng Công an Nhân dân, Thứ trưởng Công an nhiệm kỳ 2010-2014 và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Đây là hình ảnh lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã diễn ra vào sáng ngày 23 tháng 2 năm 2014 theo nghi lễ cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
vào ngày 7 tháng 1 năm 2014 trong phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng. Nhân chứng Dương Chí Dũng đã khai đưa hối lộ trực tiếp 2 lần với tổng cộng giá tiền trị giá 510.000 đô la. Lần thứ 3 là nhận 1 triệu đô la của đại gia Trương Mỹ Lan gửi cho Phạm Quý Ngọ qua người trung gian tên Tiệp. Điều đặc biệt là Dương Chí Dũng có thuật lại lời nói của Tiệp rằng: "Anh yên tâm đi, tôi đã gặp và báo cáo với anh Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, để anh Quang có ý kiến với anh Ngọ. Và anh Quang sẽ điện cho anh để anh Ngọ không can thiệp hay gây khó khăn cho doanh nghiệp nữa." Như vậy, điều này cho thấy số tiền 1 triệu đô la này ông Ngọ nhận được cho ông Quang. Lúc ấy, ông Ngọ đang là Thứ trưởng Bộ Công an, còn ông Quang là Bộ trưởng. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khi đó đã ký quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Phạm Quý Ngọ vì liên quan đến vụ án làm lộ bí mật nhà nước. Điều đặc biệt là trước ngày ông Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định khoảng một tháng, báo chí được lệnh đồng loạt tung tin ông Phạm Quý Ngọ bị ung thư gan. Và kết quả là sau khi ký quyết định đúng một ngày, ông Phạm Quý Ngọ chết và vụ án bị đình chỉ điều tra. Theo khoản 1 điều 2 của quy định 2121 Trung ương vào năm 2018, thì cán bộ chủ chốt được khám sức khỏe hàng ngày, các ủy viên Bộ Chính trị khác được khám bệnh ít nhất 2 ngày một lần và các ủy viên Trung ương Đảng được khám bệnh ít nhất mỗi tháng một lần. Đó là chế độ chăm sóc sức khỏe của cơ quan chức năng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phạm Quý Ngọ là ủy viên Trung ương Đảng, ông ta được chế độ khám chữa bệnh hàng tháng. Vậy mà, đến khi bị phanh phui tội hối lộ, thì mới phát hiện ra bệnh ung thư của ông. Thế mới lạ, vậy rõ ràng căn bệnh ung thư này không phải bởi nguyên nhân chính trị thì là nguyên nhân gì đây? Còn kỳ diệu hơn nữa là ông Phạm Quý Ngọ chết ngay khi cơ quan điều tra có quyền đụng đến ông, một cái chết kịp thời đúng lúc để cho ông Trần Đại Quang thoát tội. Một trường hợp ung thư đúng quy trình khác là cựu lãnh đạo Hà Nội Nguyễn Đức Chung sau một loạt những tai tiếng kéo dài từ nhiều năm qua. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tiến Học, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư bị bắt về vụ Nhật Cường. Cụ thể, vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung chính thức thay ông Nguyễn Thế Thảo giữ chức Chủ tịch Hà Nội. Thì 56 ngày sau, tức là ngày 29 tháng 1 năm 2016, Bùi Công Huy cho lập nên công ty giải pháp phần mềm Nhật Cường, gọi là Nhật Cường Software. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 6699 với nội dung thuê dịch vụ cung cấp phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng điều hành phục vụ công dân, doanh nghiệp thuộc chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước ở thành phố Hà Nội vào năm 2016 với tổng giá trị là 10,7 tỷ đô đồng. Điều đáng ngạc nhiên là gói thầu này không được đấu thầu công khai mà chỉ là chỉ định thầu. Tất nhiên, công ty Nhật Cường Software đã ấm chọn gói dự thầu này khi mà công ty mới thành lập được 10 tháng, 8 ngày. Không những thế, tính đến ngày 9 tháng 5 năm 2018, Nhật Cường Software chỉ mới thành lập chưa được 2 năm 4 tháng, vậy mà đã trúng nhiều gói thầu khủng khác như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp, đánh bại những ông lớn như Viettel và VNPT. Đáng chú ý là chính Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mà người đứng đầu là ông Nguyễn Đức Chung lúc đó đã ban hành công văn số 2847, trong đó có chỉ định Nhật Cường Software thực hiện dự án này. Thế nhưng, hai người bị bắt giam vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 lại là Nguyễn Tiến Học, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư. Cơ quan thụ lý vụ án Nhật Cường Software là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an. Đây là hình ảnh cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Thế nhưng không biết bằng cách nào đó mà ông Nguyễn Đức Chung móc nối với cán bộ của C03 là Phạm Quang Dũng để lấy cắp tài liệu điều tra ở C03 về giao cho phó phòng thư ký biên tập văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Hoàng Trung là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung. Kết quả là ba người này đã bị bắt vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước theo điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015 vào cuối tháng 7 vừa qua.
Một tháng sau đó, vào ngày 28 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giữ tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Trung để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Đến ngày 18 tháng 9, tất cả báo chí đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Đức Trung bị bệnh ung thư. Ông Nguyễn Đức Trung là ủy viên Trung ương Đảng, được hưởng chế độ khám và chữa bệnh bằng hàng tháng. Thế nhưng, suốt nhiệm kỳ, ông làm chủ tịch thành phố Hà Nội không hề thấy chính quyền Cộng sản thông báo gì về căn bệnh tình của ông ta. Và vẫn riêng đùng một cái thì ông ta lại bị điều tra tội làm lộ bí mật nhà nước, thì khi đó cũng là căn bệnh ung thư lại xuất hiện. Và mới đây, mạng báo Sinh hôm 27 tháng 11 dẫn cáo trạng của vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước cho biết, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung được đề nghị giảm án do có tiền sử bệnh tâm thần. Và sau đó đã được sửa đổi từ tâm thần trở thành tiền sử bệnh ung thư. Trước sự việc này, giáo sư Mạc Văn Trang đã viết như sau: bắt tâm thần phải tâm thần, cho ung thư mới được phần ung thư. Ô hô quan xứ ta, mù. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban dân vận Trung ương cũng nhận định, bản án của Trung không phải là bản án của một cá nhân, mà đó là bản án của chế độ. Chế độ này tạo ra những con người kiểu như vậy. Nhưng trong quá trình leo lên như thế thì cũng có đồng lõa, đồng hội, cùng thuyền, cho nên cũng có sự bào chè, bênh vực. Do đó, tòa án cũng không dám xử một cách đúng người, đúng tội, không đi đến tận cùng của bản án này. Bây giờ họ lấy cớ ông Trung có tiền sử tâm thần để giảm án. Đây chỉ là trò mèo để phản biện lại rõ ràng. Không có sự nhân đạo gì ở đây, mà đây là trò xỏ lá tư pháp Cộng sản hiện nay, không có công lý mà chỉ có tư lý, tức là lý lẽ riêng tư của từng người mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2020 với bản tin Chủ tịch Hà Nội tiết lộ tình trạng bao che tham nhũng tại thủ đô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.